Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay bên em giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một cái dòng máy nâng tiếng. Máy nâng tiếng mang thương hiệu Lux. Và đây là phiếu bảo hành ạ. Sản phẩm này được bảo hành 1 năm các bạn nhé. Và hướng dẫn sử dụng này. Bên trong là đóng xốp rất cẩn thận. Mặt phay nhôm rất đẹp và có hai kênh, mỗi kênh là có 4 núm tinh chỉnh. Và đây là tiếng lắp có sơ đồ kết nối. Ở phía đằng sau thì giới thiệu sơ qua đến các bác. Đây là có jack kết nối bằng Canon các bác nha. Canon jack được cái. Và đây có đường hoa sen đường input vào bằng jack hoa sen này. Xuất ra đường tiếng hoa sen có và tem bảo hành. Vâng, và đây em đang kết nối chiếc máy nâng tiếng Lux vào thiết bị cùng một chiếc vang cơ, một chiếc đẩy D400. Vâng, mời các bác nghe để mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm như là cái chức năng nâng tiếng của chiếc máy nâng tiếng Lux này. Thì về phần tinh chỉnh thì em cũng giới thiệu sơ qua đến toàn thể quý vị, đó là đây là bát và chung và cái chỉnh cái dòng nhạc theo từng cái loại thể loại nhạc khác nhau đấy. Ở đây là check. Vâng, bên này cũng vậy, cũng tương ứng như kênh 1, kênh 2. Còn về phần đây là phần cắt súp các bác nhá, cắt súp mà to nhỏ của súp à. Cái này thì nhà bác nào có dùng súp hơi thì lấy cái đường này cũng được. Còn về phần đây là nút bypass, tức là cho đường nhạc đi qua máy nâng tiếng để xử lý. Thì mời tất cả các bác cảm nhận nghe để xem là khi mà đường nhạc có chạy qua chức năng nâng tiếng và nền nhạc không qua xử lý nâng tiếng. Mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận. Đây là em chưa cho cái chiếc máy nâng tiếng hoạt động. Khi mà cho sử dụng tính năng nâng tiếng thì nghe cái nền nhạc nó rất chi là khác. Bát check rõ ràng chi tiết. Vâng. Và các bác nếu muốn nâng tiếng bát lên thì em mới nâng lên khoảng qua 12 giờ tí là tiếng súp oánh rất chi là mạnh. Chi tiết rõ ràng cho lắm. Rồi. Đấy, em lại bật tiếng nâng nhạc lên, nghe rất chi tiết hát. Kể cả khi các bác hát mà giọng bác nào mà thiếu tiếng trầm thì các bác tăng cái giải bass này lên.
Vâng, và thiếu lời tiếng chép thì các bác nâng lên, thiếu âm cao ấy. Vâng, một chiếc máy nâng tiếng lắc mã SE 1200. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Vâng, và các bác đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bên em, cũng như là đón nhận những clip, những sản phẩm mới. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.